15 năm tuy chưa phải là thời gian dài, nhưng hôm nay Việt Nam xin được khẳng định và tự hào rằng Việt Nam đã có từng bước đi lên vững chắc, phát triển và trở thành một thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực khai thác khoáng sản nói chung và ngành khai thác mỏ cho các nhà máy xi măng nói riêng.